Chào các bạn, hôm nay Litaco sẽ giới thiệu về lưới điện thông minh, xu hướng tất yếu của thế giới. Lưới điện hiện tại của các nước phát triển như Mỹ được hình thành hơn 100 năm trước, khi nhu cầu sử dụng điện còn đơn giản, cấp điện chỉ phục vụ riêng lẻ theo từng tiểu bang và xây dựng xung quanh khu dân cư, mà hầu hết các ngôi nhà chỉ có nhu cầu năng lượng nhỏ như thắp sáng một vài bóng đèn. Lưới điện được thiết kế để cung cấp điện từ nhà máy đến tận nhà người tiêu dùng, và sau đó chúng được xây dựng và mở rộng mỗi tháng một lần. Mỗi ngôi nhà được cung cấp bằng một đường dây riêng lẻ, điều này hạn chế rất nhiều việc đáp ứng của lưới điện. Năng lượng luôn thay đổi và nhu cầu luôn gia tăng từ thế kỷ 21. Lưới điện thông minh được thiết lập để trao đổi điện hai chiều, trong đó điện và thông tin được trao đổi giữa nhà máy điện và khách hàng. Đó là lưới điện được điều khiển bằng máy tính, tự động hóa, các công nghệ mới và các công cụ làm việc cùng nhau để tạo thành lưới điện hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn, an toàn hơn và xanh hơn. Lưới điện thông minh này cho phép các nguồn năng lượng mới được tích hợp như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và cũng quản lý được việc sạc xe điện dễ dàng. Với sự tham gia từ nhiều nguồn năng lượng và người sử dụng kết nối với lưới điện thông minh này sẽ thay thế cho cơ sở hạ tầng cũ kỹ của lưới điện ngày nay và các nhà cung cấp điện có thể giao tiếp tốt hơn với khách hàng, giúp quản lý nhu cầu điện của họ. Các ngôi nhà thông minh được kết nối với lưới điện và cho phép người sử dụng quản lý tiêu thụ điện của mình mọi lúc, mọi nơi. Thông qua đồng hồ thông minh, nhà cung cấp có thể cung cấp điện cho khách hàng của họ tốt hơn. Nhiều thông tin được cung cấp trên hóa đơn tiền điện. Bên trong ngôi nhà thông minh, một mạng lưới khu vực gia đình HAN sẽ kết nối các thiết bị như điều khiển nhiệt độ, các thiết bị điện khác với hệ thống quản lý năng lượng thông minh, điều chỉnh lịch hoạt động của thiết bị để giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm. Và như vậy người sử dụng sẽ giảm đáng kể trên hóa đơn hàng tháng. Các thiết bị này có thể được kiểm soát và lên lịch thông qua trang web, thậm chí là trên TV. Các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời ngày càng tăng là nguồn bền vững để phát triển năng lượng điện. Tuy nhiên các nguồn năng lượng này có thể thay đổi theo thời tiết, làm cho chúng phức tạp đối với các hoạt động lưới điện truyền thống. Lưới điện thông minh cung cấp dữ liệu cần thiết và tự động hóa, cho phép các tấm pin mặt trời và các trang trại gió đưa năng lượng vào lưới điện, tối ưu hóa việc sử dụng nó để theo kịp sự thay đổi liên tục của nhu cầu năng lượng. Nhà cung cấp điện sẽ chạy và tắt tùy thuộc vào lượng điện sử dụng tại một số thời điểm trong ngày. Cân đối theo thời gian sử dụng giữa giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, sau đó chi phí được kiểm soát. Thông thường thì các nhà máy điện kém hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu cao điểm này. Lưới điện thông minh sẽ cho phép các nhà máy phát điện tiết chế việc sử dụng điện với sự hợp tác của khách hàng, như tránh chạy các thiết bị trong thời gian cao điểm. Các nhà cung cấp điện có thể giảm chi phí hoạt động của họ bằng cách giảm phát điện vào giờ cao điểm. Việc phân phối điện được đồng đều hơn trong ngày, tiết kiệm được tổn hao điện trên hàng chục km truyền tải. Trên lưới điện thông minh, công nghệ cung cấp chi tiết thông tin cho phép người vận hành lưới điện xem xét, hiểu sâu sắc, kiểm soát và quản lý điện tiêu thụ trong thời gian thực, làm giảm sự cố và giảm nhu cầu cao điểm trong phòng điều khiển của mình. Họ có thể quản lý dự đoán chính xác hơn nhu cầu sử dụng điện, giảm vận hành các nhà máy thứ cấp tốn kém. Hệ thống phân phối điện truyền thống cung cấp cho khu dân cư, khách hàng thương mại, thông qua đường dây truyền tải, thiết bị chuyển mạch và máy biến áp, thường dựa vào các sơ đồ phân phối điện phức tạp và thủ công, chuyển đổi để cung cấp điện cho khách hàng. Bất kỳ ảnh hưởng nào bởi thời tiết xấu như mưa bão sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống lưới, làm cúp điện đột ngột, thậm chí ngừng hoạt động. Lưới điện thông minh sẽ giải quyết các vấn đề này bằng cách tự động xác định các sự cố trên lưới và khôi phục tức thời lưới điện, dự đoán nhu cầu từ sự kết nối với khách hàng để tiết kiệm tối đa chi phí cấp điện cũng như sử dụng điện của khách hàng. Sạc xe điện cũng được quản lý qua mạng khu vực gia đình HAN. Mạng khu vực này có thể cân bằng nhu cầu điện trong gia đình và ưu tiên giữa xe điện và các thiết bị khác để quản lý sử dụng điện và giảm chi phí. Với công nghệ lưới điện thông minh, cùng với sự tham gia của người sử dụng, các công ty cấp điện có thể dễ dàng xử lý nhu cầu gia tăng sử dụng khi sạc xe điện bằng cách bổ sung nhiều nguồn hòa vào lưới điện. Việc sử dụng nhiều xe điện giúp chúng ta giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và giảm phát thải khí nhà kính. Các bạn vừa xem xong video giới thiệu về lưới điện thông minh, sớm thôi, chúng sẽ xuất hiện trên khắp thế giới. Hãy nhấn like và chia sẻ kiến thức cho cộng đồng nhé. Cảm ơn bạn đã xem video này.